kinh ra Khoa hội Trang thứ 24 Kinh văn hàng thứ tư Bắt đầu xem từ Nguyện thứ 45 Định trung thường cúng Vô lượng vô biên Nhất thiết chư Phật Bất thất định ý Nhược bớt nhị giả Bất thù chánh giác Đây là Nguyện cúng Phật Trong định Bốn mươi tám nguyện Từ nguyện phía trước Nguyện phổ đẳng tam muội vì sao? Đều là Nguyện mà a di đà Phật Phát ra gì Chư Bồ-Tát Mười Phương Từ đó có thể thấy Pháp môn Tình tông rộng lớn Hoàn toàn không hạn chế Ở chuyên tu tịnh độ tu học pháp môn khác cũng được oai thần bổn nguyện của a di đà phật gia trì nhất là nguyện phía trước phổ đẳng tam muội phổ đẳng tam muội nói trên thực tế chính là niệm phật tam muội có lẽ các vị đồng tu tự mình đã từng có kinh nghiệm qua chúng ta ở trong một số ngày lễ kỷ niệm thường hay có người đề nghị mỗi người chúng ta hãy dành một phút mặc niệm Mặt niệm là ý gì vậy? Không có người nào nói được Cái mặt niệm này có hiệu quả không? Cũng không có ai có thể nói minh bạch Thật ra mặt niệm Chính là phổ đẳng tam muội Ở trong một phút Đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Thấy đều buông xả một phút này là tâm thanh tịnh Một phút này là tâm chân thành Ở trong thanh tịnh chân thành Không có giới hạn Cho nên cái tâm này là Ngang giới hư không pháp giới Cái công đức này lớn rồi Ý nghĩa là ở chỗ này Bình thường chúng ta khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm liền có phân biệt Liền có chấp trước cho nên tâm lượng rất nhỏ hẹp Có thể buông xả tất cả phân biệt chấp trước Thì cái tâm lượng này hồi phục về tình trạng vốn có của nó Phật thường nói Tâm bao thái hư lượng chu xa giới Cho nên Họ có thể cảm ứng đạo giao Với tất cả Chư Phật Bồ Tát Thần Thánh trong hư không Pháp giới bên dưới lại còn có thể khởi tác dụng ứng với chúng sanh sáu cõi thậm chí là chúng sanh địa ngục mặc niệm đích thực là mặt ở chỗ đó tuy là thân thể bất động miệng cũng không nói chuyện mắt cũng nhắm lại mà vẫn nghĩ ngợi lung tung gì thì không được rồi đó là hoàn toàn sai lầm, lầm rồi quan trọng nhất là buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái mặt niệm này mới có lợi ích nó chính là phổ đẳng tam muội mà phía trước chúng ta đã nói phổ đẳng tam muội là niệm phật tam muội niệm phật còn thù thắng hơn mặt niệm bởi vì mặt niệm thật ra không dễ dàng đừng nói một phút một phút là tương đối dài ở trong một phút không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước Người bình thường đều không thể làm được Nhưng mà pháp môn tịnh tông tuyệt diệu Nói vậy bạn niệm Phật Ta ở trong một phút niệm Phật Không xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước Sẽ làm dễ dàng hơn so với một phút mặc niệm Dễ dàng thu được hiệu quả Chúng ta trước đây đề xướng Pháp mười niệm pháp mười niệm khoảng chừng là một phút chính là niệm một mạch a di đà phật a di đà phật a di đà phật niệm mười tiếng phật hiệu đại khái là khoảng chừng một phút mười tiếng phật hiệu câu này tiếp nối câu kia nhất định không có một mảy may vọng niệm xen tạp ở trong đó thời gian tuy ngắn nhưng hiệu quả rất lớn so với niệm phật bình thường từ sáng đến tối tay cầm tràn hạt niệm mấy trăm tiếng phật hiệu mấy ngàn tiếng phật hiệu mấy vạn tiếng phật hiệu ở trong đó xen tạp vọng tưởng thì phá hỏng công phu của bạn rồi cổ đức dạy chúng ta nguyên tắc niệm phật là phải không hoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Không hề nói Thời gian dài ngắn Cho nên một phút Chúng ta một mảy may Hoài nghi không có Xen tạp không có Cũng không có gián đoạn Phù hợp cái tiêu chuẩn này Tuy thời gian rất ngắn nhưng mà chúng ta hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn Vì liền sinh ra công đức Bất khả tư nghị Cho nên tôi trước đây khuyến khích đồng tu Một ngày tu chín lần Số lần bạn tu càng nhiều càng tốt Mỗi lần chỉ cần một phút Mới thật sự có thể làm được Đây là công phu thật Công phu chân thật Cổ Đức nói Niệm Phật Tam Mùi Có thể trừ tất cả phiền não Có thể giải thoát sinh tử Cho nên cũng gọi là Thanh tịnh giải thoát Tam Mùi Chúng ta hãy bắt đầu luyện tập từ Phương pháp một phút này Dần dần Số lần nhiều rồi Thời gian dài thêm rồi Thì cái hiệu quả này Mới có thể nhìn thấy bất luận tu học pháp môn nào dùng công phu như thế nào nhất định phải biết căn tánh của mình phải tùy bệnh mà cho thuốc ngàn ngữ thường nói người quý ở chỗ tự biết người sáng suốt tự biết Bất luận thế pháp Phật pháp Tuyệt đại đa số Đều có thể có thành tựu Phạm là người không thể thành tựu Đều là không tự biết Không biết căn tánh của mình Mơ mộng diễn dông Người miễn cưỡng đi cưỡng cầu Đến cuối cùng chẳng thành tựu gì chúng ta là loại căn tánh nào là như trong kinh thường nói phàm phu sanh tử nghiệp chướng sâu nặng chúng ta là loại căn tánh này chúng ta gặp được pháp môn nói thật ra là thù thắng vô cùng cái pháp môn này quả thật là có thể giúp chúng ta ngay trong một đời này thành tựu vấn đề là chúng ta phải khéo học phải biết phương pháp tu học phải có phương tiện phải hàng phục được tập khí phiền não của mình điều này là quan trọng hơn cả nếu như không hàng phục được tập khí phiền não của mình phương pháp tốt đi nữa cũng không ít gì Không thể thu được hiệu quả Mỗi người chúng ta Tập khí phiền não lại không như nhau Phương pháp Mà người khác dụng công Đắc lực Chúng ta muốn học họ Thì chưa chắc có thể đắc lực Đây là nguyên nhân gì vậy? đi là khế lý mà không khế cơ, căn cơ của họ với ta không như nhau. Nhất định phải biết bản thân là thuộc căn cơ dạng nào, dùng phương pháp gì để đối trị mới có thể sinh ra hiệu quả. Tóm lại mà nói. nhất định phải biết mình có những tập khí phiền não nào tự mình nhất định phải biết nhất định phải nghĩ phương pháp khắc phục tập khí phiền não của mình người như vậy tu hành niệm phật mới có thể bàn đến công phu nếu như tập khí phiền não của chính mình không biết hoặc giả biết mà tự mình không có năng lực hàng phục thì công phu niệm Phật không thể bàn đến rồi. Không thể bàn đến, vậy phải biết Trong một đời này nhất định không thể giảng sanh. Đúng là Cổ nhân thường nói Người niệm Phật nhiều Người giảng sanh ít Trước đây Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thường hay nói với chúng tôi Một dạng người niệm Phật Thật sự giảng sanh Chỉ có vài ba người Vậy ba người đó Tại sao có thể giảng sanh vậy Họ có thể khắc phục tập khí phiền não của mình cho nên họ công phu đắc lực. Chúng ta công phu không đắc lực thì bạn phải cảnh giác được đời này không thể giảng sanh. Cái vấn đề này nghiêm trọng rồi. Không thể giảng sanh thì phải tạo ra sanh tử luân hồi. Tạo ra sanh tử luân hồi, chúng ta tỉ mỉ mà phản tỉnh chúng ta trong một ngày. Từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ, trong một ngày này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm là thiện niệm thiện hạnh nhiều hay là ác niệm ác hạnh nhiều. Đây gọi là bạn soi lại một ngày. Bạn có thể thử hồi tưởng lại bạn một năm Thử hồi tưởng lại trước đây trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm này. Vì là tự mình liền biết ta tương lai tiền đồ đi về đâu. Bạn là đến cõi trời hay là đến cõi người hay là đến ba đường ác, tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Sự việc này không cần đi hỏi người khác. Hỏi người khác Người ta khách sáo Tân bốc bạn Sẽ không nói lời thật với bạn Tự mình phản tỉnh Sẽ rõ ràng hơn hết Cho nên các vị phải biết Mười niệm trong một phút này Có thể trừ tất cả phiền não Mỗi ngày Nếu bạn có thể tu số lần nhiều Dần dần ngày tháng Thì tự nhiên sẽ thành tựu công phu thành khối Thế là chúng ta giảng sanh tình độ Đã có phần nắm chắc rồi Đây là ý nghĩa của nguyện phía trước Nguyện thứ 45 nói định trung thường cúng vô lượng vô biên nhất thiết chư phật bất thất định ý cùng với phía trước đức tuân phổ hiền đề nhị và trong kinh văn nói là trụ thâm thiền định tất độ vô lượng chư phật cái ý nghĩa này tương thông Đây là cảnh giới Của Bồ Tát Phổ Hiền Trong Hoa Nghiêm Trong Hoa Nghiêm nói Bồ Tát Bát Địa gọi là Bất Động Địa Cái cảnh giới này mới có thể hiện tiền Nhưng mà Ở trong Pháp Môn Tịnh Tông Người thật sự phát tâm Bồ Đề Hành Bồ Tát Đạo Những Bồ Tát này Bất luận là Bồ Tát lớn, Bồ Tát nhỏ Bởi vì ở trong Kinh văn nói Rất rõ ràng Ngã tác Phật thời Thập phương Phật sát chư Bồ Tát chúng Chư Bồ Tát chúng Chúng tôi phần trước đã giới thiệu qua bồ tát từ sư phát tâm đến bồ tát đẳng giác toàn bộ đều bao gồm rồi chúng ta từ sư phát tâm có thể được bản nguyện di đạt gia trì hay không vấn đề ở bạn có làm thật hay không chỉ cần bạn làm thật bạn nhất định được Oai thần bổ nguyện Của a di Đà Phật gia trì Làm thật là gì vậy Quyết định không có mình Còn có ý nghĩ tự tư tự lợi Xen tạp ở trong Là không phải làm thật Làm thật là Tất cả vì Phật Pháp Vì chúng sanh vì Phật Pháp Là vì Hoàng Pháp lợi sanh Vì chúng sanh Là giúp chúng sanh giác ngộ Giúp chúng sanh nhận thức Phật giáo Nhận thức tình độ Vì họ mà Gieo thiện căn giúp đỡ họ tăng trưởng thiền căn, giúp đỡ họ chính mùi thiền căn, quyết định không có mảy may ý nghĩ gì chính mình, bạn liền được oai thần di đà gia trì. Nếu như ở trong đây xen lẫn mảy may tự tư tự lợi danh vọng lợi dưỡng sự hưởng thụ ngũ dục lục trần thì bạn không thể có được sự gia trì của phật bồ tát bạn vẫn bị nghiệp lực xoay chuyển một điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng nhất định phải sáng tỏ lần này chính tôn giáo lớn của Singapore tiếp nhận lời mời của cục tôn giáo quốc gia Trung Quốc chúng ta đã thăm viếng qua 16 ngày diễn thăm rất thành công chúng ta 16 ngày này. Mỗi ngày. Mỗi thời khắc đều không hề xa rời. Lời dạy của kinh vô lượng thọ. Chúng ta cũng đang học tập ứng dụng như chư đại bồ tát bất động bản xứ biến chí thập phương sao gọi là bất động bản xứ 16 ngày này chúng ta mỗi ngày đi tham quan các nơi ở trung quốc sao gọi là bất động bản xứ Bản xứ này là gì? Tâm thanh tịnh bất động. Tâm Bồ đề bất động. Tâm nguyện bất động. Cái này không hề dao động. Nếu như chúng ta ở trong đời sống thường ngày ngay chỗ Tiếp xúc với đại chúng Vì danh vọng lợi dưỡng của mình Vì tham sân si mạng của mình Khởi tâm động niệm Thì bản xứ của chúng ta đã động rồi thế tôn ở trong kinh kim cang vậy tu bồ đề chính là dạy chúng ta tu bồ đề chẳng qua là đại biểu cho chúng ta mà thôi ngài nói rất hay không dính nơi tướng như như bất động đó chính là bất động bản xứ Ngoài không dính tướng Trong không động tâm Biến trí thập phương Ý là nói ở mọi lúc Ở mọi nơi Chúng ta làm những việc gì vậy Cúng dường chư Phật Giáo hóa chúng sanh Lần này đồng hành Với chúng ta tổng cộng có 21 người là đại biểu của chính tôn giáo lớn mỗi ngày sinh hoạt cùng với nhau chúng ta dùng tâm cực kỳ chân thành thanh tịnh bình đẳng quan tâm lẫn nhau từ trong pháp tánh mà nói tất cả chúng sanh đều có phật tánh đều có pháp tánh từ trong Pháp Tánh mà nói Chúng ta là cúng dường chư Phật Mỗi một chúng sanh đều là Phật Chúng ta lệ kính Xưng tán Cúng dường Là từ chỗ này mà sanh ra thấy tánh của tất cả chúng sanh không nên dính tướng của tất cả chúng sanh thì cúng dường chư phật chúng ta thực hiện rồi giáo hóa chúng sanh là nói từ trên tướng đối tượng của chúng ta các vị phải nhớ kỹ là một người một người này nói từ trên tánh họ là phật ta cúng dường họ nói từ trên tướng họ là chúng sanh ta phải dạy họ phải giúp đỡ họ chư phật với chúng sanh không có phân chia không phải là hai sự việc là một sự việc giúp đỡ họ giác ngộ giúp đỡ họ hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh giúp đỡ họ đoạn ác tu thiện việc chúng ta làm mỗi ngày là cái việc này dùng cách nói hiện đại để nói là cơ hội giáo dục thu hiệu quả thật tốt chúng ta đôi bên ở cùng với nhau học tập lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau quan tâm lẫn nhau đây là sự ứng dụng của phật pháp cổ đức nói trong chú giải đây đều là hạnh nghiệp của bồ tát địa thượng chúng ta hiện nay là phàm phu thấp hèn phàm phu chúng ta mặc dù không thể làm được chân thật giống như bồ tát chúng ta cũng làm được gần giống Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư Thường hay khuyên chúng ta Phải thật làm Hai chữ này thật hay Chúng ta hiểu được bao nhiêu Thì nên thật cần mẫn Nỗ lực làm bấy nhiêu Nếu như bạn hiểu được mà bạn chưa có làm được thì không có các gì giới không hiểu. Nhất định phải thực hiện. Giúp đỡ tất cả chúng sanh. Điều quan trọng nhất chính là chấp trì danh hiệu di đà thế nhưng đối với người chưa có từng tiếp xúc phật pháp hoặc giả vừa mới tiếp xúc phật pháp bạn bảo họ niệm a di đà phật thật không dễ dàng nhất định phải có phương tiện thiền xảo ở trong phương tiện thiền xảo điều quan trọng nhất là nam mô a di đà phật ý nghĩa của sáu chữ này phải giảng rõ ràng để họ hiểu rõ tại vì sao phải niệm câu này Lợi ích của niệm một câu danh hiệu này Ở chỗ nào Phải giảng rõ ràng Họ thấy đều hiểu rõ ràng Hiểu minh bạch rồi Họ mới hoan hỷ mà niệm Chúng ta Những người đại biểu tôn giáo này Lần này Có thời gian 16 ngày chúng ta sinh hoạt chung với nhau cho nên có thời gian nói chuyện nhiều thời gian giao lưu cũng nhiều họ có vấn đề gì thì có thể hỏi rất thoải mái khi ăn cơm có thể hỏi khi nghỉ ngơi có thể hỏi khi đi tham quan có thể hỏi hoàn toàn không bị hạn chế chúng ta rất cẩn thận rất chịu khó vì họ mà giải đáp cho nên ngay buổi tối ngày trở về chúng ta cái đạo tràng này tổ chức buổi dạ tiệc truyền đăng trước một ngày các bạn thấy chính tôn giáo lớn hầu như cũng đều đến truyền đăng cùng với chúng ta chúng ta niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật họ cũng niệm cùng với chúng ta đến xem cái đại hội này của chúng ta cho nên loại cách thức giao lưu này là hay hơn hết bình thường đến nơi đâu mới có cơ hội tìm được đại biểu của chính tôn giáo này cái cơ hội này rất hiếm có mặc dù có thì thời gian cũng rất ngắn ngủi có thể có nhiều ngày như vậy sinh hoạt cùng với nhau vì chỉ có du lịch là phương pháp tốt nhất cho nên du lịch là học tập lẫn nhau du lịch là dạy học vào thời xưa thầy dạy học trò là thường hay dùng phương thức du lịch chúng ta hiện nay hưởng được du lịch quá thật là phương thức dạy học vô cùng tốt ở trong kinh nói trong định thượng cúng vô lượng vô biên tất cả chư phật Chữ trong địch này Ý nghĩa rất sâu Rất rộng Chúng ta dứt khoát Không nên hiểu sai nó Người bình thường Xem kinh văn này Nhất định là nói Người thế giới cực lạc Từ sáng đến tối Cứ ở đó xoay vào nhất ngồi thiền Đây là trong định có lẽ vô lượng vô biên chư Phật Ở trong định hiện cảnh giới Là giống như nằm mộng vậy Chúng ta hiểu như vậy Mặc dù không thể nói là Đã hiểu sai đi ý nghĩa Ý nghĩa bạn hiểu rất là cạn Ý nghĩa bạn hiểu không sâu Tại sao vậy? Thiền định rất sâu họ không dính tướng đi đứng nằm ngồi đều ở trong định không giới hạn ở ngồi thiền họ đứng ở chỗ đó cũng là nhập định họ đang đi cũng là nhập định các vị phải hiểu rõ ràng không phải đang đi mà ngủ gật Người đang đi mà ngủ gật Người đó không phải là nhập định Cho nên trước tiên phải hiểu rõ Hai chữ nhập định Cách giảng như thế nào là ý nghĩa gì Ở trong lục tổ đàn kinh Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta Ngoài không dính tướng Trong không động tâm Gọi là thiền định thiên gia định là một ý nghĩa, cho nên nhập định bạn thật sự đạt đến sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây gọi là nhập định. Đây chính là trong kinh Đại thừa thường nói na già thường tại định vô hữu bất định thời na già là tiếng phạn là tỷ dụ cái danh từ này có hai ý nghĩa có ý nói là long có ý nói là tượng long và tượng long chúng ta chưa từng thấy tượng thấy rồi các bạn đến vườn bách thú Thấy voi lớn Dạng thần sắc đó của voi Giống như ở trong định vậy Nó đang đứng cũng đẹp Nó đi cũng đẹp Vô cùng vững chắc Giống như đều ở trong định Chúng ta từ trong Cái tỷ dụ này mà thể hội Dùng cách nói hiện đại để nói Chính là Bạn đã thật sự làm được Không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ Không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng Bất kể là Thuận cảnh hay là nghịch cảnh Bạn đều có thể như như bất động Đây gọi là nhập định tâm định thì tự nhiên liền sanh trí tuệ. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, tính tâm thanh tịnh thì sanh thực tướng. Cho nên cảnh giới bên ngoài chỉ cần vừa tiếp xúc. Bạn không sanh phiền não. Cái gì là phiền não? Mừng, giận, buồn, vui, thương ghét Muốn là phiền não Thất tình ngũ dục là phiền não Không sanh phiền não, sanh trí tuệ Trí tuệ là gì? Đối với hiện tượng bên ngoài Tính tướng lý sự Nhân quả thông đạt sáng tỏ Đây gọi là trí tuệ Vì vậy Bạn mới có thể Trên cúng chư Phật thế là ý nghĩa ở trong cái kinh văn này chúng ta càng rõ ràng hơn vô lượng vô biên tất cả chư phật ở đâu vậy ở trong đây bao gồm có phật quá khứ có phật hiện tại có phật dị lai Đây là Chúng ta phải rõ ràng Phải minh bạch Cái mà Ngài nói Vô lượng vô biên Tất cả chư Phật Chính là tận hư không khắp Pháp giới Tất cả chúng sanh chỉ có ở trong định là có thể làm được thường cúng thường là không gián đoạn tại sao vậy trong định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước tâm trong định là chân thành tâm là thanh tịnh tâm là bình đẳng cho nên có thể phổ cúng có thể cúng khắp chúng ta phải nên học tập đặc biệt là một câu sau cùng này bất thất định ý từ đó cho thấy Họ nhập thiền định rất sâu Thân của họ là động Nếu như thân là rất tỉnh Ngồi xoay vào dách Thì bất thất định ý Câu nói này thì nó không thông rồi Họ nhất định là Ở trong đi đứng nằm ngồi Sáu căn tiếp xúc Phổ khắp cảnh giới sáu trận bên ngoài mới có thể nói được bất thất định ý. Cho nên câu nói này là sống động, nó không phải là chết. Từ đó cho thấy trên cúng chư Phật, dưới hóa chúng sanh. Đây là làm ở trong trạng thái động. Quyết không phải Ở trong trạng thái tỉnh Ngồi xoay vào dách Mà có thể thành tựu Chư Phật Như Lai Đã chứng được Quả địa cứu cánh viên mãn Các ngài còn phải tùy loại hóa thân Ứng cơ thuyết pháp Tùy loại hóa thân Ở trong đây chính là Trên cúng tất cả chư Phật Tùy cơ thuyết pháp Chính là giáo hóa chúng sanh Không mất định ý Tại, Tại sao vậy? Đó. Bởi Nhưng vì họ nhập thiền định rất đỉnh. sâu Họ có thể không mất định ý Chưa có đến cái cảnh giới này Cho nên nhất định phải nhận thức rõ bản thân mình Chúng ta có thể học hay không? Được, hãy thử nghiệm xem nhưng mà Nếu như vừa động tâm Vừa khởi tâm động niệm Thì mau mau biết quay lại Biết quay đầu Quay đầu là bờ Nếu như không quay đầu Càng mê càng sâu rồi Bạn không thể đổ chúng sanh Thì nhất định bị chúng sanh đổ đi mất rồi Sự việc này không những hiện tại có mà vào thời xưa cũng có rất nhiều hiện tại thì càng nhiều hơn tôi ở hồng kông pháp sư vĩnh tinh kể với tôi thầy ở hồng kông đã lập viện phật học mấy lần đều thất bại thầy rất phát tâm đã mời thầy chiêu sinh một số pháp sư trẻ tuổi từ trung quốc đại lục người không ngăn nổi cám dỗ thì hai tuần đã đi rồi đi đâu vậy đạo tràng tự diện thông thường đi chạy xô kinh xám rồi Thầy nói người được xem là công phu tốt cũng không qua nổi nửa năm. Cho nên diện Phật học đã dạy tán hết rồi. Sức mạnh cám dỗ của vật chất ở Hồng Kông quá mạnh. Họ ở bên đó chạy xô kinh xám. Một ngày thu nhập 800 đô la Hồng Kông. Ở Trung Quốc, trong cái xã hội đó Một ngày đâu có thể kiếm được 800 đô la Ở Hồng Kông chạy xô kinh xám Làm Phật sự là chuyện vô cùng bình thường Thu nhập mỗi tháng 20.000 đô Cho nên họ không học ở diện Phật học nữa Họ đi chạy xô kinh xám Phật sự Chạy một năm, hai năm Họ đã mua nhà, Có không ít người đã hoàn tục Cho nên nói với tôi Vì việc gian nan Của lập diện Phật học Không dễ dàng Ở Hồng Kông Lập diện Phật học Chiêu sinh học sinh Đều phải cần nhập thiền định thật sâu mới được Không nhập thiền định thật sâu Vậy thì rất khó khăn Cho nên từ những chỗ này Chúng ta liền thể hội Ý nghĩa cúng vật trong định Là có thể thể hội được Chúng ta Có thể học tập Không phải không học được Quyết định Không bị cám dỗ Bởi bất kỳ cảnh giới nào Của xã hội Và có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh Học Phật chính là nguyện này bạn thật sự không bị cám dỗ thật sự chịu phát tâm vì đại chúng phục vụ thì bạn sẽ được nguyện này của a di đà phật gia trì chúng ta cũng có thể đạt được Trong Kinh Giang Thù Bát Nhã Có một đoạn nói Niệm nhất Phật công đức Vô lượng vô biên Diệt giữ vô lượng chư Phật vô nhị Bất tư nghị Phật Pháp đẳng vô sai biệt Giai thừa nhất như Thành tối chánh giác tất cụ vô lượng công đức biện tài. Như thị nhập nhất hạnh tam muội, tức niệm Phật tam muội giả, tận tri hằng xa chư Phật pháp giới sai biệt tướng. Ở trong đoạn văn này, chúng ta hãy thể hội thật kỹ. Sau đó, bạn liền biết phương pháp học tập ý nghĩa của đoạn văn này với điều mà trong kinh hoa nghiêm phật nói một tức tất cả tất cả tức một tất cả là nói tất cả, nói, tất cả pháp thế xuất thế gian Sâu rộng không bờ mé Mà chữ nhất này không phải độc nhất Không phải chuyên nhất Mà là bất kỳ cái nào Đây chính là nói bất kỳ một pháp nào Cũng có thể thông tất cả pháp chúng ta nhất định phải có cái nhận biết này đây là cái đạo lý gì vậy chúng ta dùng cây cối để làm thí dụ giống một cây lớn trong một cây lớn này có biết bao nhiêu là cành lá từng phiến từng phiến lá chúng ta nhìn thấy cây lớn này có rất nhiều lá cây rất nhiều lá cây là thí dụ nhiều một tức là nhiều nhiều tức là một cái lá cây đó là nhiều một là cái gì vậy là rễ của nó có chiếc lá nào có thể lìa khỏi rễ đâu cho nên bạn từ rất nhiều lá cây ở trong một lá cây bạn hãy quan sát vào sâu thêm một nấc thì nhìn thấy ngọn cây một cái ngọn cây này có rất nhiều phiến lá xanh ở trong cái ngọn cây đó là bạn đã thấy sâu một nấc rồi sâu hơn một nấc nữa bạn nhìn thấy cành cây và ở trong cái cành cây này có rất nhiều nhánh cây rất nhiều nhánh cây giống như cộng đồng là một tổng lại xuống sâu hơn một nấc là nhìn thấy thân cây từ trong thân cây vừa nhìn thì thân cây này có rất nhiều cành cây sâu thêm một nấc là nhìn thấy gốc từ trong cái gốc này biết có rất nhiều thân cây Nhìn xuống dưới nữa là nhìn thấy rễ. Hóa ra, rất nhiều gốc thấy đều là một rễ sinh ra. Bạn chỉ cần tìm được rễ, rễ là có thể thông tất cả pháp. Cho nên, bất kỳ một phiến lá nào, chỉ cần bạn thâm nhập tìm được rễ, liền thông ngay. Không tìm được rễ, không cách gì thông được. nếu như hoàn toàn lơ là thì lá với lá đối nhau đối lập rồi đôi bên không thể chung sống hòa thuận nếu tìm đến nhánh cây thì mấy phiến lá này biết là một nhà chúng có thể chung sống hòa thuận nhưng mà với nhánh cây khác không thể chung sống hòa thuận cho nên nhất định phải tìm thêm xuống nữa Tìm đến cành cây Mới biết tất cả nhánh cây Là một nhà Tìm đến thân cây Mới biết tất cả chạc cây Hóa ra là Cùng một cội nguồn Tìm đến rễ Mới biết toàn bộ cây lớn Là từ một gốc mà sanh ra là một thể từ đó cho thấy pháp môn mặc dù khác nhau bất kỳ một pháp môn nào chỉ cần tuân thủ lời dạy của phật cũng thấu suốt nguồn pháp vấn đề của bạn đều có thể giải quyết rồi nếu như không thể thấu suốt nguồn pháp bạn giải quyết vấn đề sẽ có hạn phật pháp như vậy phật pháp có biết bao nhiêu tông phái là giống như cành cây thân cây ở trong cây vậy ngoài phật pháp còn có biết bao nhiêu tôn giáo Biết bao nhiêu tôn giáo này Cũng giống như cành cây, nhánh cây khác Ở trong cây lớn này vậy Chúng ta là một thân cây Họ là một cái thân cây khác Là cùng một gốc sanh ra Cho nên giữa tôn giáo với nhau Sao có thể nói là không thể đoàn kết, không thể hòa thuận? Nói không thể là bạn thâm nhập chưa đủ sâu. Bạn vào còn cạn. Nếu như bạn vào sâu, bạn mới dở lẽ ra. Hư không pháp giới, một mạng sống cùng chung một thể. Ở trong Phật pháp, trong kinh Đại thừa kinh vô lượng thọ đã nói pháp thân thanh tịnh tôi nghĩ mỗi vị đồng tu đều đã nghe nói hoặc giả bạn cũng đọc qua mười phương ba đời chư phật cùng chung một pháp thân pháp thân là gì vậy pháp thân là gốc Chúng ta cái thân này là gì? Thân của mỗi người Là giống như lá của cây gì? Pháp thân là gốc Hư không pháp giới Tất cả chúng sanh Đều là cành lá Do cái gốc này sinh ra Cho nên tận hư không Khắp pháp giới Là một pháp thân chúng ta có thể có cái nhận thức này thì đối với tông phái khác nhau tôn giáo khác nhau học thuyết khác nhau chủng tộc khác nhau là toàn bộ đều có thể dung nạp đều có thể bao dung biết được là gì vậy chúng ta là cùng trên một cây quả thật đúng là người ở một nhà Họ không chịu thừa nhận Không có cái nhận biết này Nói chung là nói năng sằng bậy Nói chúng ta thần kinh có vấn đề Mà thật ra là họ hiểu quá cạn Hiểu ở độ sâu chưa đủ Nếu họ vào độ sâu giống như chúng ta Thì chắc chắn sẽ không có ý kiến rồi đây là điều chúng ta trước tiên phải nhận biết. Sau đó bạn liền hiểu được công đức niệm một Phật chính là công đức niệm tất cả chư Phật. Đổi thành tôn giáo khác, công đức chúng ta niệm một vị thần cũng đều niệm đến công đức tất cả chư Phật rồi. chúng ta gọi là phật, họ gọi là thần, những người kia lại gọi là thượng đế, còn có một số người gọi là thánh nhân, bất kể danh xưng như thế nào, chỉ có một ý nghĩa. Không nên gì, danh hiệu không như dao. Chúng ta lại ở nơi đó khởi tranh luận, lại khởi tranh chấp nữa rồi. Tối hôm qua chúng tôi tham gia giáo hội Đức họ ở đó ca hát hát đạo đức kinh chương thứ nhất vừa mở đầu đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh danh là giả không phải là thật không nên đi so đo ở trên tướng danh tự bồ tát mã minh ở trong khởi tính luận đặc biệt về chúng ta lìa tướng ngôn thuyết lìa tướng danh tự lìa tướng tâm duyên bạn thấy nói hay biết bao ba câu nói này là bao gồm rất viên mãn cái ý nghĩa này của đạo đức kinh rồi cho nên vấn đề thế xuất thế gian rất là phức tạp làm thế nào có thể giải quyết được những vấn đề phức tạp này chỉ có một phương pháp giáo học giáo học nhất định phải hiểu được khế cơ khế lý lý cơ song hợp mới có thể nhận được hiệu quả của giáo dục thế xuất thế gian đại thánh đại hiền các ngài tường tận không chỉ tường tận tường tận triệt để làm ra cho chúng ta vô số thị hiện cũng không ngoài là những phương thức giáo học thầm thâm. Thế giới ngày nay động loạn. Cả thể thế giới động loạn. Gốc động loạn ở chỗ nào? Không có người biết. Có rất nhiều người nói nghiên cứu cõi gốc của đồng loạn. Có người nói là kinh tế. Có người nói do giàu nghèo không đồng. Có rất nhiều cách nói đều không tìm ra căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là giáo dục gia đình. các gì mọi người nghĩ xem có đúng hay không giáo dục gia đình không có gia đình giống như cái gì giống như lá ở trên một cây to còi cây này lá cây đều không có đều mục hết rồi còi cây này không có được dưỡng chất cây này sẽ bị khô chết sinh mạng của cây phải nhờ vào lá cây để hấp thu ánh sáng lượng nước phải hấp thu lấy dưỡng chất ngày nay cái xã hội này của chúng ta thế gian không còn gia đình gia đình không còn hay nói cách khác con cái của bạn không nhận qua giáo dục chúng không hiểu được hiếu thuận cha mẹ không hiểu được tôn trọng trưởng bối thế là chắc chắn tùy phiền não tập khí làm càng làm quấy nguy hại đến xã hội xã hội này làm gì còn có thể an ninh được chúng ta từ xưa đến nay xem trọng nhất là giáo dục gia đình cho nên xem cái gia đình này của bạn có tiền đồ hay không có hưng dượng hay không phải xem gia giáo của bạn đây là việc ngày nay chúng ta xem thường hiện tại bổn phận làm cha mẹ chưa được tiếp nhận qua giáo dục gia đình tốt. Họ sanh ra trẻ nhỏ rồi, không biết dạy chúng như thế nào. Trẻ nhỏ lớn lên bội nghịch, không nghe lời, trái ngược. Cái lỗi lầm này không thể trách trẻ nhỏ. phải trách chính bạn không dạy tốt chúng ở trong giáo dục quan trọng nhất là ba việc lớn hiện tại hoàn toàn lơ là đều không nói đến Việc lớn thứ nhất là Phải dạy chúng hiểu rõ Quan hệ giữa người Với người Giáo dục luân lý Quan hệ cha con Quan hệ anh em Quan hệ vợ chồng quan hệ bạn bè quan hệ vua tôi quan hệ người với người chúng ta đem nó phân thành năm loại lớn ngũ luân ngũ luân duy trì trật tự của hư không pháp giới còn lớn hơn so với phạm vi xã hội quốc gia trật tự của hư không pháp giới ai hiểu được cái đạo lý này phật hiểu bồ tát hiểu khổng lão phu tử hiểu Cho nên đời sống của các ngài là Thay trời hành đạo Cái ý nghĩa này rất sâu Ngạn ngữ thường nói Đại đạo Triệu đoan hồ phu phụ ý nghĩa của, của câu nói này rất sâu rất rộng cho nên vào thời xưa nam nữ kết hôn hôn lễ rất long trọng cũng rất là phiền toái tại vì sao phải long trọng như vậy bởi vì kết hợp của hai người này đối với cả thầy quốc gia xã hội phật pháp gọi là hư không pháp giới đều có quan hệ mật thiết không thể xem thường phải thận trọng đối với việc này đây không phải là việc riêng của hai người. Các bạn hai người kết hôn ở chính nơi người cả nhà của các bạn, đối với tổ tâm của các bạn, đối với hậu duệ của các bạn phải có trách nhiệm. Ở trong xã hội phải có trách nhiệm đối với xã hội, đối với quốc gia. An định xã hội. Hưng suy của quốc gia có quan hệ với kết hôn của bạn vừa rồi tôi thí dụ một đôi vợ chồng các bạn giống như chiếc lá ở trên cây to lá phát triển được tốt thân cây này mới có thể to lớn lá cây bị hư hết rồi đối với sự sinh tồn của thân cây sẽ có sự tổn hại cho nên hôn nhân là đạo nghĩa phải hiểu được đại đạo nghĩa là nghĩa vụ phải nên có cách làm như vậy người hiện tại làm gì hiểu được cái đạo lý này cho nên hôn nhân thời trước là đạo nghĩa hôn nhân của hiện tại là loạn ái Toàn bộ phá hết đi Luân lý đạo đức Nên móng dao động rồi Xã hội làm gì mà không động loạn Nhất là vào hiện tại Nam nữ hôn nhân Rất là sơ sài Tỷ suất ly hôn cao Sau khi ly hôn Bạn làm sao xứng đáng được Với con cái của bạn Bạn phải biết Con cái của bạn sẽ bị tổn hại rất bao lớn Chúng bị tổn hại Thân tâm Sinh lý không bình thường Thì tương lai nguy hại cho xã hội Nguy hại cho quốc gia Hay nói cách khác Bạn đã hại đến quốc gia Hại đến xã hội bạn phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả như thế nào ở trong phật pháp nói bạn phải hiểu được trách nhiệm nhân quả tội lỗi này cực trọng chúng ta đều không nhẫn tâm mà nói không nên cho rằng việc này không quan hệ gì hiện tại là không quan hệ gì sau khi chết rồi đến âm tàu địa phủ thì có quan hệ bạn mới biết được tính nghiêm trọng của sự việc này làm sao có thể xem thường như vậy cho nên tôi nói người hiện tại không hiểu được từ ái chân thật không hiểu chính mình yêu chính mình còn không hiểu thì làm gì có thể yêu người khác xã hội ngày nay người với người qua lại là lợi hại lợi hại duy trì không lâu thời gian rất ngắn chuyên môn thấy lỗi lầm của người khác thấy khuyết điểm của người khác. Thiên hạ không có người nào tốt. Bạn xem Phật nói thiện nhân thế nào là thiện nhân? Thiện nhân là chuyên thấy chỗ tốt của người khác, chuyên thấy chỗ thiện của người khác, không nhớ khuyết điểm của người khác, không thấy khuyết điểm của người khác. Người thiên hạ đều là người tốt cho nên vợ chồng phải hiểu được cái đạo lý này, đôi bên nên thấy nhiều chỗ tốt, chỗ hay của đối phương, cái hôn nhân này sẽ không bị phá vỡ. Tại vì sao có thể ly hôn ngày ngày thấy khuyết điểm của đối phương, bằng nói xem có đáng lo hay không? Chính là chuyển đổi ý niệm lại thì được rồi. Việc này dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục. Không có người dạy. Cho nên dần nhất Không nên cho rằng đây là việc nhỏ Đây là đại sự, căn bản của đại sự Cõi gốc đồng loạn Của cả thể xã hội Chính ngay chỗ này Đại sư Ấn quan Đã nói rất nhiều về việc này Đại sư Ngài Vỡ trách cũng rất nghiêm trọng nói phụ nữ hiện đại rời khỏi gia đình gọi là phụ nữ chức nghiệp ở trong xã hội cùng tranh với người nam muốn làm người nữ mạnh không sai bạn nghe đời này có thể làm người nữ mạnh đời sau của bạn thì xong rồi vì sao vậy con cái của bạn không có thời gian dạy chúng thì bạn xong rồi việc này giống như Võ Tắc Thiên Triều Nhà Đường Khi qua năm mới muốn xem mẫu đơn Khi hoa mẫu đơn nở Đại khái vào tháng 3 Tháng Giêng thì làm sao có thể nở hoa Mệnh lệnh của bà Không ai dám trái lời Thế là có người đi nghiên cứu Đem mẫu đơn nuôi trồng Trong nhà ấm Hay nói cách khác Loại khí hậu của tháng 3, tháng 4 Dùng loại khí hậu ấm áp đó Có thể làm cho mẫu đơn nở hoa Bước nó, ép nó phải nở hoa Mùng 1 tháng giêng trong cung đình Để rất nhiều hoa mẫu đơn Thế nhưng hoa này chỉ nở một lần Vì sao dĩ nhiên sẽ không nở hoa Phụ nữ ngày nay ở trong xã hội tranh quyền, tranh địa vị Cũng giống như hoa mẫu đơn đó vậy Ngay đời này của bạn Có thể dinh hiển Đời sau của bạn Không còn gì Chẳng phải là cái ý này hay sao Cho nên an quy của xã hội Đại sứ Ấn Quang nói rất hay Người nữ Gánh lấy trách nhiệm rất lớn Chức trách của một người nữ Chỉ cần bạn quán tốt chồng của bạn quản tốt con cái Làm tổng thống Nên để chồng của bạn đi làm Bảo con cái của bạn đi làm Chính mình không nên làm Bạn phải vì quốc gia xã hội Bồi dưỡng nhân tài Đây là đại công đại đức của bạn Bạn đem chức trách bổn phận của chính mình Bỏ mất đi Đi làm những việc ngoài phần chức trách của mình Xã hội làm sao mà không loạn Đây là đại đạo lý Người trước đây nói Người đều có thể nghe Đều có thể tiếp nhận Người hiện tại chúng ta ra bên ngoài nói Họ nói chúng ta đầu óc quá cổ hữu Phải đào thải thôi Không thích hợp với thế kỷ 21 này thế nhưng chúng ta bình đẳng mà suy nghĩ vẫn là đại đạo lý này của người xưa chính xác có thể làm cho xã hội thịnh trị dài lâu người hiện tại có rất nhiều cách nghĩ không có căn cứ hay nói cách khác không có đạo lý cho nên không đọc sách của người xưa làm sao được những trước tác này của người xưa có thể truyền lại mấy ngàn năm vẫn được người tôn trọng tất nhiên là có đại đạo lý trước tác của người ngày nay các vị xem có thể truyền được bao lâu bạn hiện tại chính mình có tiền không hề gì có thể in nhiều một chút sau khi bạn chết rồi không có người in cho bạn không thể truyền tiếp cần phải là chân lý mới có thể vĩnh viễn truyền lại không tuyệt mất không phải là đạo lý chân thật truyền không được mấy đời thì chìm mất không thể nổi lên tại vì sao xã hội ngày nay có thể biến thành ra như vậy một mặt là không có người dạy bảo vừa rồi mới nói giáo dục gia đình đã mất đi trong trường học thì giáo cũng không giảng dạy luân lý đạo đức giáo dục trường học cũng không còn trong xã hội cũng không có người hành hiệp trượng nghĩa giáo dục xã hội cũng không còn vì thì còn lại tôn giáo Trong xã hội Đem tôn giáo xem thành mê tín Cũng đem nó bỏ qua một bên Hay nói cách khác Giáo dục hoàn toàn không còn Người không nhận giáo dục Cùng cầm thú Cùng các động vật khác Có gì khác biệt đâu Không những không có khác biệt Người là động vật xấu nhất Trong các loại động vật Động vật đáng ghét nhất Bạn xem Sư tử hổ báo Độc xà mảnh thú Chúng không phải Đói khác Chúng sẽ không tổn hại động vật khác Chúng ta ở trong những phim động vật kỳ quan ở cận đại chúng ta xem thấy rất nhiều lão hổ sư tử nằm ngủ ở đó động vật nhỏ đi qua đi lại ở bên cạnh chúng không thèm nhỏ đến khi đã đói rồi không còn cách nào mới đi săn bắt một con con người không phải như vậy họ không ăn người họ cũng muốn giết người không phải họ đói không chịu nổi mới đi ăn người họ không ăn cũng muốn giết người cho nên Con người không nhận qua giáo dục Là động vật xấu nhất trong các loại động vật cho nên Phật Bồ Tát thì hiện ở nhân gian giáo hóa chúng ta Việc này có đạo lý Ngài không đi giáo hóa những con cọp, con sư tử Độc xà mảnh thú Giáo hóa chúng ta Những loại đó vẫn ngoan, vẫn tốt Nguy hại không lớn Chỉ có loài động vật này rất khó dạy bảo chúng ta đều phải tỉ mỉ mà thể hội đi lĩnh hội bằng mới chân thật hiểu được nghĩa thú giáo học của phật pháp chúng ta phải nên làm thế nào nỗ lực để học tập nhất định phải mở rộng tâm lượng không phân cõi nước không phân chủng tộc không phân tôn giáo không phân văn hóa một mực dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi để đối đãi phật ở trong thập thiện nghiệp đạo kinh dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm tư duy quán sát thiện pháp. Cái thiện pháp này là nhất quán đi thẳng lên trên. Ngày đêm, ngày đêm không gián đoạn. Thường niệm thiện pháp, tâm của bạn thiện. Tư duy thiện pháp, tư tưởng của bạn thiện. Quán sát thiện pháp, hành vi của bạn thiện. Ngày đêm đều không gián đoạn. Càng quan trọng hơn là Chắc chắn không để chút nào Bất thiện xem tạp Chúng ta mới có thể trở thành Một người thiện chân thật Như vậy tự nhiên liền có thể đoạn tất cả ác Liền có thể thành tựu tất cả thiện Có được cái nền tảng như vậy Người hiện tại gọi là điều kiện Có được cái điều kiện như vậy Nếu như bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ Bạn chắc chắn được sanh Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương đều là Chư Thượng Thiện Nhân Câu Hội Nhất xứ Tâm hạnh chúng ta bất thiện Một ngày cho dù niệm 10 vạn danh hiệu Phật 20 dạng danh hiệu Phật Cũng không thể giảng sanh bạn muốn hỏi tại vì sao thế giới tây phương cực lạc đều là chư thượng thiện nhân bạn bất thiện bạn làm sao có thể đi niệm phật cũng không thể đi nếu như bạn muốn nói cách nói này trong kinh tịnh độ không có nói vậy thì bạn sai rồi kinh tịnh độ sớm đã nói qua rồi bạn chính mình quá sơ ý Kinh tịnh độ chỗ nào nói qua Kinh quán vô lượng thọ Phật Các vị xem qua trên kinh đã nói Phu nhân vi đề hy Gặp biến cố gia đình quốc gia Tâm người ý lạnh Sinh ra ý niệm cầu sanh tịnh độ Thịnh giáo giới Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào mới có thể giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc? Trước khi Thế Tôn dạy cho bà phương pháp, trước tiên nói cho bà nghe Tịnh nghiệp Tam Phước. Trong Tịnh nghiệp Tam Phước, điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều này chính là thập thiện nghiệp đạo kinh mà Thế Tôn đã nói. Cho nên bạn không có thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh thì làm sao được? Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo Giảng sanh Phẩm vị vẫn không cao Phàm thánh đồng cư độ Nếu như có thể tu tập tiếp Phước thứ hai Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Bạn có thể sanh cõi Phương tiện hữu dư lại có thể phát đại tâm Đem điều thứ ba cũng làm được Phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Bạn liền có thể sanh cõi Thật báo trang nghiêm Phật nói ra ba điều này là ba đời chư phật chánh nhân tịnh nghiệp hai câu nói này nói rõ ba đời là quá khứ hiện tại vì lai tất cả chư phật tu bồ tát đạo thành phật các ngài dựa vào cái gì để thành phật chính là dựa vào ba điều này nếu không làm được ba điều này không luận tu hầu pháp môn nào đều không thể thành tựu Pháp môn tình độ Là pháp môn đặc biệt Đạo dễ hành Đạo dễ hành là Ba điều này Có một điều thì được rồi Bạn liền có thể giảng sanh Đây gọi là đạo dễ hành Không phải một điều cũng không có Nó gọi là dễ Không phải cái ý này Là dễ dàng hơn các pháp môn khác Các pháp môn khác Thấy đều phải đầy đủ ba điều Mới có thể thành tựu Pháp môn tịnh tông Chỉ cần đầy đủ một điều kiện có thể thành tựu Liền có thể giảng sanh Cho nên các đồng tu niệm Phật Giảng sanh thoại tướng rất tốt Có một số người đến nói với tôi Họ vẫn chưa thọ quý y Chưa thọ quý y không cần lo Điều phía trước có rồi Họ có thể hiếu thuận cha mẹ Tôn kính sư trưởng Họ có tâm từ bi họ có thiện tâm thiện hạnh thì được niệm phật liền có thể giảng sanh họ có cái điều kiện này cho nên họ không nhất định phải quy y chúng ta đọc những kinh luận này phải tỉ mỉ không thể sơ ý qua loa biết được giảng sanh những điều kiện nào cần thiết phải đầy đủ chúng ta ở ngay trong một đời này phải nên làm thế nào để học tập làm cho rõ ràng làm cho tường tận rồi mới biết được tu học các tôn giáo khác cũng có thể thành tựu Cho dù học bất cứ tôn giáo nào Chỉ cần họ có đủ Thiện tâm Thiện niệm Hành vi thiện Lâm mặn trung thời Gặp được thiện trí thức Khi họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ Họ có thể tiếp nhận Họ chắc chắn được sanh Các vị nghĩ xem có đạo lý hay không Cho nên Bất cứ tín đồ tôn giáo nào Đều rất đáng yêu Đều đáng được chúng ta tôn kính Chúng ta phải thường hay qua lại với họ Phải đem Chỗ tốt của pháp môn niệm Phật Nói cho họ nghe Thế nhưng phải ghi nhớ Tuyệt đối không khuyên họ Bội phản tôn giáo của họ Để học pháp môn tịnh độ Vậy thì sai rồi nhất định để họ tự nhiên giác ngộ họ chính mình bằng lòng quay đầu đích thực lại không trái với tôn giáo của họ bởi vì chúng ta xem thấy mỗi một tôn giáo đều là hóa thân của chư phật bồ tát đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ Như vậy Tâm cung kính Tán thán của chúng ta Mới chân thật Sanh khởi lên được Đây là nói đến Trong văn thù bát Nhã Kinh Niệm một Phật công đức Cũng bằng niệm vô lượng vô biên Chư Phật công đức không hề khác biệt sau khi hiểu rõ cái nguyện này chúng ta mới biết làm thế nào để học tập thế nhưng quan trọng nhất sau khi lý giải ở ngay trong hành trì phải chú ý bất thất định ý câu nói này rất là quan trọng quyết định không bị ngoại cảnh bên ngoài mê hoặc không bị ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài không sanh phiền não vậy mới đúng chúng ta chịu phát tâm chúng ta phiền não tập khí rất nặng phải làm sao Cầu oai thần bổn nguyện Của a di Đà Phật gia trì Cho nên Thèn chốn chân thật Thực tế là Ở hiếu học Chân thật hiếu học Bạn liền được Phật lực gia trì Bạn không hiếu học thì không còn cách nào Phật muốn giúp cũng không thể giúp được Then chốt ở hiếu học Đặc biệt ở giai đoạn sơ học của chúng ta Chỉ cần chúng ta chân thật hiếu học Chân thật Muốn học chân thật chịu học Phật Bồ Tát liền sẽ gia trì Hai câu sau cùng Nhược bất nhị giả, bất thụ chánh giác Hai câu này thì không cần phải nói Mời xem nguyện tiếp theo Nguyện thứ 46 Ngã tác Phật thời Tha phương thế giới Chư Bồ Tát chúng Văn ngã danh giả Chứng ly sanh pháp Hộ Đà La Ni Đây là nguyện thứ 46 Hoạch Đà La Ni Nguyện Nguyện danh Rất rõ ràng Nói với chúng ta Tha phương thế giới Chư Bồ Tát chúng Do đây có thể biết Hai nguyện phía trước cùng hai nguyện phía sau năm nguyện này đều là a di đà phật vì các chúng bồ tát mười phương thế giới mà phát ra cho dù là chư bồ tát chúng chúng ta nhất định liền sẽ nghĩ đến pháp môn mà họ đã tu học không nhất định là pháp môn tịnh độ Không nhất định là pháp môn niệm Phật Cho nên tám dạng bốn ngàn pháp môn Thấy đều bao gồm Không chỉ bao gồm Tám dạng bốn ngàn pháp môn Mà còn bao gồm tất cả Các tôn giáo khác nhau vì sao vậy tất cả tôn giáo khác cũng đều là hóa thân của bồ tát cho nên đều bao gồm ở trong đó hiển thị bổn nguyện di đà rộng lớn có người hỏi tôi tôi cũng có thể nêu ra cho các vị làm tham khảo khi tôi thăm viếng ở trung quốc có người hỏi tôi đọc kinh kim cang có thể giảng sanh hay không tôi nói có thể trong tam bối giảng sanh đề nhị thập tứ ở cái đoạn sau cùng chính là người tu tất cả các pháp đại thừa không phải tu pháp môn tịnh độ tu các pháp môn khác bạn dùng công đức tu trì Cái công đức này Chúng ta gọi là công phu Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Cũng có thể được sanh Nếu chúng ta gặp được các tôn giáo khác Tu học các tôn giáo khác Nghe nói thế giới cực lạc tốt như vậy Cũng muốn giảng sanh có được hay không? Được Chỉ cần bằng đem công đức tu học Hồi hướng thế giới cực lạc Cầu sanh tịnh độ Nhất định được sanh Nếu như không thể giảng sanh Đại từ đại bi của A Di Đà Phật Liền có kém khuyết Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu là gì mười phương thế giới chư Bồ Tát chúng mà phát ra. Trong đây quan trọng nhất là văn ngã danh giả cùng phía trước là một ý nghĩa tôi đã nói rất nhiều. Chứng ly sanh pháp Cái gì gọi là ly sanh? Sanh là chỉ sanh tử Ly sanh Chính là thông thường gọi là Liễu sanh tử ra ba cõi Đây gọi là ly sanh pháp Pháp là phương pháp Thế nhưng Phật đã nói trong các kinh luận khác Ly sanh tự pháp là gì? Phương pháp tuy nhiên là nhiều Lý chỉ là một Quyết định phải đoạn kiến tư phiền não Kiến tư phiền não không đoạn Chắc chắn không ra khỏi sáu cõi luân hồi Việc này chúng ta phải nên biết Việc này Nói ra thì dễ dàng Làm ra được thì rất là khó Hiện tại xã hội này Trong nước, ngoài nước có mấy người có thể đoạn kiến tư phiền não người xưa nói được rất hay nếu như lìa khỏi pháp môn tịnh độ ở trong thời đại này của chúng ta không có người nào có thể được độ lời nói này tuyệt đối không quá đáng nguyên nhân chỗ nào vậy không có năng lực đoạn kiến tư phiền não chúng ta may mắn gặp được pháp môn này cái pháp môn này không cần phải đoạn kiến tư phiền não thế nhưng phải phục kiến tư phiền não phục là gì vậy khống chế được kiến tư phiền não việc này dễ hơn nhiều so với đoạn người thông thường chúng ta có thể làm được chỉ sợ bạn không chịu làm bạn chân thật chịu làm cho nên pháp môn này gọi là dạng người tu dạng người giảng sanh nếu như nói đoạn phiền não gì thì, thì chúng ta cũng chưa thể đáng tin nói phục phiền não chúng ta còn có thể hy vọng chúng ta khống chế được nó như phật đà ở trên thập thiện nghiệp đạo kinh dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm tư duy quán sát thiện pháp đây là một phương pháp khống chế phiền não chúng ta đối với tất cả người tất cả việc tất cả vật không nên nghĩ đến chỗ bất thiện của nó không nên nghĩ đến nó càng không nên đem những cái bất thiện của người khác để vào trong tâm vậy thì bạn sai rồi đặc biệt sai lầm thường hay nghĩ đến chỗ tốt của tất cả người sự vật nuôi thành cái tâm thuần thiện của chính mình phiền não của chúng ta tự nhiên liền bị khống chế khống chế phiền não liền nắm chắc phần giảng sanh chúng ta niệm phật công phu liền có lực công phu thành khối chúng ta nhất định có thể làm được cho nên bạn phải niệm bao nhiêu thời gian mới có thể thành khối vì thì hoàn toàn xem công phu mà bạn phục được phiền não nếu bạn có thể ở trong thời gian rất ngắn khống chế được phiền não của bạn thì bạn trong thời gian ngắn liền có thể được công phu thành khối được công phu thành khối liền có thể đới nghiệp giảng sanh trong công phu thành khối tốt nó cũng phân ba bậc chính phẩm thượng ba phẩm có thể tự tại giảng sanh cũng chính là nói muốn lúc nào giảng sanh thì đến lúc đó giảng sanh một chút chứng ngại cũng không có trong công phu thành khối thượng tam phẩm liền có cái năng lực này có thể tự tại giảng sanh không nhất định phải đợi thọ mạng của chúng ta đến Đợi thọ mạng đến Nếu như thọ mạng của bạn dài Ở thế gian này chịu khổ, chịu nạn Bạn còn phải chịu rất nhiều Sau khi công phu chín mùi rồi Có thể không cần chịu những khổ nạn này nữa Sớm một ngày đi đến thế giới cực lạc Là có thể làm đến được Chỗ này nói Chứng ly sanh pháp Đây là Phật lực gia trì Gia trì những vị Bồ Tát này Những vị Bồ Tát này đều rất từ bi Ở trong sáu cõi giúp đỡ người khác Lại sợ công phu của chính mình không có lực Cầu a di đà Phật phát nguyện đến giúp cho họ Do đây có thể biết Chỗ này nói, chứng ly sinh Pháp chính là giúp đỡ họ. Đoạn kiến tư phiền não. Đoạn trần sa phiền não. Trần sa phiền não đoạn rồi, liền siêu dược mười Pháp giới. Kiến tư phiền não đoạn hết rồi, siêu dược sáu cõi luân hồi. Vô minh phá một phẩm Điền chứng pháp giới nhất chân Đây đều là thuộc về Ly sanh pháp Đây là được Phật lực gia trì Câu này là Thuộc về tự thọ dụng Chúng ta gọi là tự hành hóa ta Câu phía sau là Tha thọ dụng Giúp Bồ Tát Khai trí tuệ Giúp Bồ Tát Thành tựu Phương tiện khéo léo Độ chúng sanh Đây chính là Đà La Ni Đà La Ni là tiếng Phạn dịch thành ý nghĩa trung văn gọi là tổng trì phía trước đã nói qua có câu là tổng tất cả pháp trì tất cả nghĩa nếu dùng lời hiện tại mà nói gọi là tổng cương chúng ta học tập trong phật pháp phải nắm lấy tổng cương lĩnh của Phật pháp. Đà La Ni đã có ý nghĩa của tổng cương lĩnh. Nắm lấy tổng cương lĩnh thì thì dễ dàng nhiều rồi. Người xưa giới thiệu cho chúng ta Đà La Ni đại khái phân làm bốn loại lớn. Loại thứ nhất là Pháp Đà La Ni Đây là tất cả giáo Pháp của Phật Tất cả giáo huấn của Phật Đều có thể tổng trì mà không mất đi nếu dùng lời hiện đại mà nói họ có thể lý giải họ có thể ghi nhớ họ không hề quên đi cho nên chúng ta nhất định phải nắm lấy cương lĩnh cái pháp môn này chúng ta làm thế nào học tập Phương pháp học tập không có Chính là đọc tụng Cho nên tôi khuyên các đồng tu Từ sơ học Phải từ chỗ nào mà vào cửa Từ đọc kinh Trước tiên đem kinh vô lượng thọ Đọc qua ba ngàn biến Đây chính là Pháp Đà La Ni Pháp Đà La Ni bạn đọc thuần thục rồi, bạn đọc có thể thuộc lòng. Bạn sẽ không quên đi. Khi có thể thuộc lòng, thường hay thuộc lòng kinh văn. Lợi ích sẽ rất nhiều, bởi vì chúng ta là phàm phu, không khống chế được. Đối với dòng niệm của chính mình, luôn là khởi lên vọng tưởng dùng phương pháp gì bảo vệ chính mình không khởi vọng tưởng đọc kinh khi đọc kinh sẽ không khởi vọng tưởng dùng phương pháp đọc kinh đánh bạc đi vọng tưởng của chính mình cho nên một ngày có thể đọc mấy bộ đại khái có mấy giờ đồng hồ tu trì Phương pháp tu trì này Chính là đem vọng tưởng của chính mình Chuyển đổi lại Thường hay đọc kinh Nếu như mỗi ngày có thể có 4 năm giờ đọc kinh Đọc qua một năm, 2 năm Bạn chính mình sẽ phát hiện Vọng niệm của bạn ít rồi Vọng niệm giảm ít Trí tuệ nhất định tăng trưởng Chính là Bạn sẽ cảm thấy được Bạn sẽ thông minh hơn Không luận thăm người Nghe nói Đều tương đối thông minh hơn rất nhiều Ngày trước không điều không lý Bây giờ thông minh hơn nhiều Trí tuệ tăng trưởng Phiền não nhẹ Trí tuệ thêm lớn Đây là hiệu quả Đây là Pháp Đà La Ni phải nên tu học như vậy loại thứ hai là nghĩa đà la ni nghĩa là lý luận trong kinh điển những đạo lý này đã nói cái này phải nghe giảng cho nên nghe giảng cũng là một biện pháp tốt hiện tại thuận tiện nhiều rồi chúng ta làm thành địa quan rất là tiện lợi hiện tại các vị mang theo bên mình để nghe rất thuận tiện đồng tu nữ tu hành để ở trong ví tiền của mình đồng tu nam thì có thể để ở trong túi nghe kinh thời gian nhiều một chút thế nhưng nghe kinh phải có thời gian rảnh rỗi không thể vào lúc làm việc khi làm việc một mặt nghe kinh một mặt làm việc kinh không nghe được tốt công việc cũng không làm được tốt hai phía đều không làm được tốt vậy thì sai rồi thời gian làm việc thì phải nên dừng nghe kinh nghe kinh đọc kinh đều phải buông xuống chuyên tâm để làm việc sau khi làm việc xong rồi chuyên tâm nghe kinh có như vậy bạn nghe kinh cũng nghe được tốt Làm việc cũng làm việc được tốt Đây là Phương pháp học tập Đối với Nghĩa Đà La Ni Nghe kinh quan trọng nhất Là phải nắm lấy cương lĩnh Một lần giảng kinh Hiện tại chúng ta giảng 2 giờ đồng hồ. Trong 2 giờ đồng hồ Bạn có thể nắm lấy được một câu, hai câu thì bạn rất có thọ dụng. Cho nên nghe kinh phải chuyên tâm nghe. Tốt nhất không nên ghi bút ký, bởi vì bạn ghi bút ký thì bạn không chuyên tâm, cho dù bạn xem cái nghe được thấy đều ghi lại, bạn không có được thọ dụng. Vì sao vậy? Bạn không nắm lấy được cương lĩnh Cho nên hiện tại nghe kinh Căn bản không cần phải ghi chép lại Đến lúc nào thì ghi chép Bạn chân thật muốn ghi chép Sau khi quay về Băng băng ghi âm về Khi nghe lại thì ghi chép Khi nghe ở hiện trường Nhất định không nên ghi chép Chuyên tâm nghe Bạn sẽ rất có thời dùng Vì sao vậy? Khi bạn ghi chép Bạn chắc chắn bị phân tâm hơn nữa trong tâm có vọng tưởng phân biệt chấp trước lo sợ khi nghe ghi chép sẽ xót mất đi chữ nào câu này xót mất là nghĩ tưởng sẽ rất nhiều phiền não khi bạn nghe kinh hoàn toàn bị thất bại cho nên tuyệt đối không nên ghi chép chuyên tâm để nghe chúng ta mỗi một lần diễn giảng đều có băng ghi hình và băng ghi âm muốn ghi chép lại sau khi trở về nghe lại lần thứ hai lần thứ ba thì ghi chép lại phương pháp này tốt người hiện tại so với người trước đây có phước từ trước khi chúng tôi tu học không có những máy móc này những công cụ này đều không có hoàn toàn phải dựa vào chính mình nghe chính mình ghi nhớ hiện tại những công cụ khoa học kỹ thuật này giúp chúng ta học tập thuận tiện quá nhiều thế nhưng chúng ta phải biết sử dụng không biết sử dụng thì thật là đáng tiếc phải khéo sử dụng nó loại thứ ba là chú đà la ni chú thông thường gọi là mật chú các vị phải nên biết mật không phải là bí mật nếu như là bí mật Sự việc bí mật thì không tốt Luôn là không thấy được người Phật Bồ Tát làm việc Chánh đại quang minh Không có việc gì không thể cho người thấy Chữ mật đây là thâm mật Nghĩa lý quá sâu Thông thường người sẽ học chúng ta Không thể lý giải Cái mật chú này Mật là ý nghĩa của thâm mật Trong Phật Kinh có Giải thâm mật kinh cho nên nó không phải là bí mật Là thâm mật Trong chú ngữ Có rất nhiều Không phải là ngôn ngữ của nhân gian chúng ta Loại tình hình này rất nhiều Nó cũng không phải là phản ngữ Người Ấn Độ cũng nghe không hiểu Đó là gì vậy? Ngôn ngữ của quỷ thần sáu cõi phật bồ tát giảng kinh nói pháp thính chúng rất nhiều thế nhưng quỷ thần cũng rất nhiều những quỷ thần này đều có thần thông họ có thể nghe hiểu được phật pháp của phật thế nhưng sau khi phật nói pháp xong luôn là dùng ngôn ngữ của họ nói mấy câu đây là biểu thị thân thiết cho nên mấy câu nói này nói ra đều là thuộc về cương lĩnh đều là rất quan trọng có thể nói là thứ tinh hoa trong những gì đã nói chỉ dùng chú ngữ rất đơn giản để nói chính là dùng ngôn ngữ của quỷ thần để nói ra đối với họ mà nói là rất thân thiết có cái ý như vậy cho nên gọi là chú đà la ni loại thứ tư nhẫn đà la ni ý nghĩa của chữ nhẫn ý nghĩa của nó dùng lời hiện tại mà nói là đồng ý bạn tường tận đối với lời của phật nói bạn có thể tiếp nhận có thể thừa nhận đồng ý đồng ý với cách nói của ngài cho nên gọi là nhẫn chữ nhẫn này chính là ngày nay chúng ta gọi là thừa nhận phật nói ta không hoài nghi ta cho rằng ngài là có đạo lý ta có thể tiếp nhận ta có thể chăm chỉ nỗ lực học tập đây gọi là nhẫn đà la ni cho nên cái chữ nhẫn này là tâm đắc của chúng ta chúng ta tu học tâm đắc trên đại thể nói có bốn loại này chúng ta có thể có được bốn loại này vì thì bạn chính mình tu học cùng giáo hóa chúng sanh bạn tự nhiên liền có phương tiện khéo léo tốt rồi hôm nay Thầy gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây thôi